Bây giờ là 8:30 giờ phát sóng của Thuyền Nhân. Đây ga lăng ngưỡng cửa của tự do và tình người. Xin chào đón các bạn. Tiếng loa phóng thanh từ trên đảo vang vọng đến, con đường trải nhựa từ bến tàu đi vào trung tâm đảo chào đón những bước chân của 500 thuyền nhân mới nhập trại. Trong đó có gia đình anh Bảy, Lê Hiến Thành và Tư Sinh. Cảnh vật lạ lẫm hiện ra trước mắt họ, một cuộc sống mới khác bắt đầu. Đối với những đồng bào mới tới từ khu rừng núi hoang vu Cu Cu, thì Ga Lăng hiển hiện như một thành phố tị nạn mới mẻ đầy hấp dẫn trước mặt họ. Đó là một hòn đảo thuộc nhóm gồm ba hòn đảo có tên là Berelang, gọi tắt cho Batam, Rempang, Ga Lăng. Nhóm đảo này thuộc quần đảo Riau. Vị trí của nó nằm ở phía đông Sumatra, gần với chính quốc. Vì điểm bất lợi này cho nên rất ít tàu vượt biên đến được Ga Lăng trực tiếp. Vì vậy, cho đến khi được chính thức mở cửa đi vào hoạt động, các trại trung chuyển khác vẫn tiếp tục duy trì để đón người tị nạn. Rồi từ đó có tàu lớn theo định kỳ tới đón mang về đây là trại chính. Mặt trời xế bóng dưới cái nóng đổ lửa như muốn đốt cháy da của vùng hải đảo miền nhiệt đới. Nóng thì nóng thiệt đó, nhưng tới được ngưỡng cửa của tự do và tình người Ga Lăng rồi, thì bước đường tị nạn khó khăn được coi như đã rút ngắn đi một đoạn. Bà con hân hoan tay xách nách mang bước vội bước vàng theo nhóm nhân viên hướng dẫn để vào trại. Chẳng biết họ nôn nóng muốn mau tới nơi để ổn định nơi ăn chốn ở, hay là vì bàn chân trần đang dẫm lên con đường trải nhựa nóng như thiêu mà ai nấy đều bước nhanh như chạy. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập trại, nhóm tàu của anh chị Bảy được chỉ định ở Barak 31, Zone 2 thuộc khu Ga Lăng 1. Tư Sinh và những người cùng tàu thì ở Barak 32, đầu đích Barak của anh chị Bảy và Lê Hiến Thành. Coi như chàng và nàng chỉ cách nhau một lối đi nhỏ giữa hai dãy nhà bếp. Barak ở khu Ga Lăng 1 xây giống như trại lính, bốn phía là vách, trừ những cửa ra vào, bên trong lót hai sạp ván để bà con ta ngủ nghỉ qua đêm. Người có gia đình và đàn bà con gái thì đêm đêm căng màn che cho có vẻ riêng tư một chút, chứ chỗ thanh niên độc thân thì cần gì kín đáo chứ. Họ cứ để sạp trống hoác, ngày đi chơi cho đã tối về chùi lên ván ngáy khò khò, và cũng sống phay phay như ai, đời tị nạn mà. Ga Lăng Một vào thời điểm này có khoảng trên dưới 7.000 người tị nạn, nơi đây giống như một Việt Nam thu nhỏ, một bức tranh đời đậm nét với đủ màu sắc. Toàn trại được chia ra làm ba khu vực: Ga Lăng Một dành riêng cho những thuyền nhân đến thẳng Nam Dương, Ga Lăng Hai nơi tất cả các cơ quan điều hành trại đặt văn phòng, ở đây nhà cửa được xây cất khang trang hơn Ga Lăng Một, lại có thêm nhiều hàng quán. Nó là chỗ dành riêng cho những thuyền nhân ở Ga Lăng Một được nước thứ ba chấp nhận chờ đi định cư. Bên cạnh còn có thêm những thuyền nhân có tên trong danh sách chờ đi Mỹ được chuyển đến từ các trại khác như Pulo Bi Đông hoặc các trại ở vùng Đông Nam Á. Ga Lăng Ba tức là thành phố buồn, nơi yên nghỉ của những thuyền nhân đến mà không đến. Họ kém may mắn khi bỏ lại tất cả để ra đi vì hai chữ tự do rồi lại vĩnh viễn nằm lại nơi hòn đảo cô quạnh. Đó là những nấm mồ của những người con Việt Nam máu đỏ da vàng tung cánh tìm tự do, nhưng lại gãy cánh giữa đường đành gửi thân thiên thu nơi đất khách. Ngoài ra, Ga Lăng còn có thêm một trại nhỏ gọi là làng Khmer. Những thuyền nhân bấp bênh đến từ xứ chùa tháp này không giống như thuyền nhân Việt, hầu hết đều phải trở về nguyên quán ngoại trừ vài trường hợp cá biệt. Thành phố gần Ga Lăng nhất là Tang Chuong Phiang, cách đâu chừng 1 tiếng rưỡi giờ tàu. Ở đó là nơi cao ủy tị nạn đặt văn phòng điều hành trại và cũng là nơi để cho người tị nạn có tiền đón đò qua đó mua sắm vào mỗi thứ bảy. Hàng xóm từ bên quê nhà sang tới xứ người vẫn cùng là hàng xóm với nhau, thiệt là chẳng có gì quý bằng. Tuy ở khác barak nhưng lại đâu đích với nhau, từ nhà bếp bên này hú một tiếng là bên kia nghe liền. Thế nên ngày nào mà anh chàng cầu thủ số 11 không mò qua trù rì rủ rỉ với em Tư, chẳng hiểu được ai đó mách nước mà Hiến Thành xoay được một vuông rau muống xanh tốt ra gì. Ở gần những dãy barak có một cái trũng nước không lớn lắm nhưng bà con mình cũng đâu có bỏ qua. Chẳng biết từ hồi nào, người ta đã trồng đầy rau muống ở đó. Thông thường thì phải quen biết hoặc điệu đàn sau đó với những người sắp đi định cư. Họ phải chuyển sang Ga Lăng 2, tất nhiên vườn rau cũng bỏ lại, tặng cho người tới sau canh tác. Từ ngày có ruộng rau muống, thành sáng nào cũng ra cắt một bó lớn mang sang bên cho sinh nàng lựa ra và bó thành những bó nhỏ, bán lại cho những người có tiền chung quanh barak.
Có đồng ra đồng vô nên hai anh chị cũng đỡ khổ, khỏi phải trường kỳ dài cổ nuốt đồ hộp, hoặc chờ 5-6 ngày lãnh cá khô đổi món như những ngày đầu mới tới. Bởi sinh cùng ở một sạp với hai thiếu nữ khác và sự chừng mực của nàng khiến cho Lê Hiến Thành chẳng dám tiến xa hơn. Ban ngày chỉ mong men qua với nàng rồi tối lại mò về sạp mình để ngủ. Ngọn lửa tình đã cháy nóng rang lòng anh chị, nhưng cơm thì chung mâm chứ chưa được nằm cùng một chiếu. Coi ra thì xung quanh đây chỉ có mỗi một cặp thành sinh này là còn giữ gìn ý tứ. Một khi đời sống không còn bận tâm lo lắng về cơm áo, bà con ta rảnh rỗi nhàn hạ quá đâm ra nhàm chán. Thôi đời là như vậy mà, những người quan tâm đến việc định cư, tới tương lai mai sau thì lo ghi tên học Anh văn hoặc học nghề tại các trường huấn nghệ trong trại. Hoặc các anh chị em có thiện chí phục vụ cộng đồng thì xin làm việc thiện nguyện như ở bệnh viện, vệ sinh phòng dịch, bưu tín hay khối supply, nơi cấp phát thực phẩm, nước uống. Có khả năng sinh ngữ thì làm thông dịch viên cho các phái đoàn hay dạy Anh văn vỡ lòng cho bà con trong trại. Phần còn lại là những thành phần vô công trỗi nghề tụ tập đánh bài, đánh cờ hoặc đờn ca sướng hát cả ngày để gọi là giết chết thời gian chờ đợi. Hầu hết thuyền nhân sống nơi các trại tị nạn đa số là những người độc thân tại chỗ. Các ông, các bà dù lập gia đình rồi, con đàn, con đóng rồi, nhưng khi vượt biên đương nhiên phải xé lẻ ra mà đi. Cái này gọi là phòng hờ bất trắc, chuỗi bị bắt thì cũng còn nhà mà về, hoặc có người chạy chọt lo lót cho ra để đánh tiếp nữa chứ. Đã là người lập gia đình mà được trở lại sống đời độc thân rồi thì bất luận ông bà nào cũng thấy sướng hơn lên cõi tiên. Mà ở đây tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng nói lại là cõi tiên thứ thiệt mới đáng nói. Các chư vị độc thân, thanh niên thiếu nữ thì khỏi cần phải bàn tới. Thậm chí cả các ông, các bà xé lẻ để đi thành ra độc thân tại chỗ cũng hút nhau như hai đối cực của thổi nam châm. Cũng dễ hiểu thôi, trải qua những ngày hải hùng trên biển, thoát được cơn thập tử nhất sanh rồi thì mới biết được cuộc sống nó phù du thế nào. Lòng sầu da diết của kẻ tha hương, nỗi thương cha nhớ mẹ, hoài vọng quê nhà nó khiến cho con người ta cảm thấy tháng ngày nhàn rỗi ở đây nó lê thê quá, chán chường quá. Họ cần tìm một cái gì đó để khuây khỏa. Bởi vậy cho nên xảy ra nhiều trường hợp dở khóc dở cười nơi mảnh đất tạm bợ, đó là những mối tình sớm nở tối tàn vì hối hả yêu cuồng thương vội với nhau. Nói nào ngay, đâu có phải chuyện tình nào cũng xuất phát từ con tim chân chánh không bao giờ biết đến nói dối đâu. Cũng không ít trường hợp họ đến với nhau chẳng phải do nhu cầu tình cảm, mà vì muốn nương tựa tài chánh thì đúng hơn. Bộ tưởng sang tới Ga Lăng rồi thì ai cũng có đô la xài hết sao. Ngoài một số người có thân nhân ở ngoại quốc tiếp tế thì không nói làm chi, phần còn lại là những kẻ được gọi là con bà Phước. Những kẻ chân không đầu trần, túi trơn tay trắng này lại chiếm đa số mới khổ. Nỗi cô đơn xa nhà làm cho tinh thần người ta trống vắng triền miên, lại thêm cái nặng chật vật thiếu thốn đủ thứ. Các nường nào chịu đựng chật vật không nổi thì phải tìm chỗ để nương tựa, dù là chỉ tạm thời. Cái này gọi là lẳng lơ để thích nghi với hoàn cảnh cho bớt khổ đó mà. Hơn nữa, chung quanh đây toàn là người xa lạ với nhau thì còn sợ gì dư luận hay tai tiếng như hồi ở quê nhà. Nơi trại tạm cư, dân tị nạn người ta hay ví mình như đám lục bình trôi nổi trên sóng nước. Nơi của bá tánh từ bốn phương tụ lại, chung sống với nhau trong một thời gian rồi mỗi người theo một hướng đời ra đi, sẽ không bao giờ gặp lại. Thế thì tại sao không biết quẳng gánh lo đi mà vui sống, ôm cái thú yêu đương ngày đêm hưởng thụ để tìm vui cho quên đi nỗi buồn ly xứ. Khu bìa rừng cây cối rậm rạp cách xa khu nhà ở hay những hốc đá vắng hoe ít người qua lại là những chỗ lý tưởng cho không biết bao nhiêu đôi tình nhân tạm bợ mò tới để tâm tình, để yêu nhau, cởi áo cho nhau. Đó là lý do tại sao ở Ga Lăng người ta thường nhai đi nhai lại cái câu Ga Lăng ngưỡng cửa tình xù, ra đi để lại cây dù cho em. Nhưng đó là chuyện chung chung. Chuyện của những nường túng quá, quơ đại quơ càng, yêu thương liều mạng, chứ đối với tư sinh thì lại khác. Nàng đã quen với Thành sẵn từ bên cu cu, nên sang tới đây rồi thì sợi dây tình cảm càng lúc càng siết chặt lại thêm. Sáng sáng anh ra cắt trao muốn mang về cho em đem bán, xong trở về lo cơm nước cho hai đứa. Tiền bán rau Thành giao cho sinh giữ hết, chỉ chừa lại chút ít đủ cà phê thuốc lá trong ngày. Nói là nói vậy, chứ Thành nhín nhút bớt hút thuốc và cũng chẳng uống cà phê, nên tiền trong túi anh ta dành dụm cũng bộn bàng. Ngày ngày bên sạp của tư sinh,
Thành thấy nàng có lúc nói chuyện bình thường, nhưng nhiều khi lại bẽn lẽn ngượng nghịu. Anh ta bắt đầu để ý. Chiếc áo xã hội cho nàng mặc có hơi quá khổ, nên khi cúi xuống lúc ngồi đối diện trên mâm cơm hoặc lúc tắm ướt, xin phải lấy tay vịn cái áo hoài. À, thì ra là vậy. Tinh mắt như gã thanh niên ma lanh Tư Thành thì biết ngay nàng đang cần món gì rồi. Một hai lần Thành lên tiếng, vì muốn tránh né, nên anh biểu xin lấy tiền bán rau để dành đó đi mua cho mình những thứ cần dùng. Nhưng chắc vì nàng ngại xài tiền của Thành cứ ậm ừ hoài mà chẳng chịu mua sắm gì cả. Thấy tội cho nàng quá nên Thành tự động đi ra gian hàng bán đồ phụ tùng của phụ nữ. Tới nơi, anh ta cứ trù trừ, dòm tới dòm lui hoài mà chẳng biết chọn. Hay khổ thân, từ nhỏ tới giờ anh chàng có bao giờ đi mua sắm kiểu này đâu mà biết. Bà chủ gian hàng thấy chàng đứng sơ rớ thì ngoắc vô hỏi. Cậu cần mấy cái, sai nào cứ tự nhiên đừng có ngại. Thành cười cười trả lời giọng có hột vì hơi mắc cỡ. Bà gói lại cho tôi hai cái đi bà chủ, nhớ gói kín kín ngăn bà. Mà cậu cần sai nào, bao lớn, nói để tôi biết đặng mà gói cho, bự nhỏ hay vừa vừa. Thành đâu có biết sai nào là sai nào nên trả lời đại. Cỡ bình thường đó mà, trời ơi sao rắc rối quá, tôi đâu có biết. Bà chủ gian hàng chiều khách hết biết, bà chỉ dẫn rành rẽ, mà cũng kỳ cục hết sức. Bà vừa biểu, vừa cười làm Thành quê quá xá. Nè, cậu cứ nhắm lấy cái nào cùng cỡ, không thôi lấy tay úp lên coi cái nào vừa với cái của cổ ở nhà là được mà. Thành biết dù có nghe lời bà chủ úp tay lên cũng bằng thừa, vì thành thật anh đâu có biết, bí lỗi nên lắc đầu chỉ đại vào một cặp. Tôi cũng đâu có biết bao lớn, thôi bà gói đại cho tôi hai cái này đi hen. Cuộc mua bán chỉ diễn ra có 2 phút mà Thành tưởng đâu cả giờ đồng hồ. Anh ta kẹp nách món quà khó gọi tên này về sạp cho Sinh. Món quà bất ngờ khiến cho Tư Sinh vừa mới mở ra là giật mình thiếu điều té ngửa. Nàng ngại ngùng không dám ngó thẳng vào Tư Thành. Đàn ông con trai mà đi mua thứ này bộ không biết mắc cỡ hả? Thành lắc đầu cười. Thà anh bị quen lần còn hơn, cứ thấy em bị mất tự nhiên hoài tổ nghiệp em. Xin ủ ớ chẳng ngờ hắn đã để ý những chuyện nhỏ nhặt của mình như thế. Anh mới đúng là đồ quỷ sứ hả? Vậy mà cũng để ý người ta nữa, thiệt là tình. Nói xong cả hai đồng cười xòa. Bàn quan thiên hạ dòm vào cứ tưởng họ là đôi vợ chồng son hạnh phúc, nhưng Thành đừng có thấy vậy mà nổi tánh tham lam được voi rồi đòi tiên. Vòi vĩnh này nọ nàng không có chiều cho đâu, mà dù Sinh có chiều đi nữa thì cũng chẳng có cơ hội để sắp lá cà, bởi sạp của Sinh ở còn có thêm 2 cô gái cùng tàu khác, cũng là 2 nạn nhân trong chuyến vượt biên vừa rồi. Thu Cúc là cô chị, Thu Hoa là cô em. Cả 2 chị em cô nào nhan sắc cũng mặn mà hết thảy. Đồng thuyền đồng cảnh lại đồng tâm trạng khổ đau như nhau, nên 2 cô coi Sinh như người chị ruột của mình. Ban ngày có Tư Thành chạy sang bậu bạn, ban đêm có 2 đứa em cùng cảnh ngộ chung chăn. Nhờ như vậy mà Sinh cảm thấy không còn bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời muôn màu muôn sắc nơi trại tị nạn xô bồ sổng bọn này nữa. Tới Ga Lăng không bao lâu thì Hoa và Cúc ghi danh làm thiện nguyện trên ban xã hội. Nhờ có chút căn bản tiếng Anh nên 2 cô làm việc chung với những cao ủy chuyên trách giúp đỡ những đồng bào mới tới. Như đã nói, Ga Lăng là một nơi thiếu thốn đủ thứ, từ vật chất cho đến tinh thần. Nó dễ làm cho con người ta sa ngã. Sạp của Sinh và 2 nàng Hoa Cúc chỉ có 3 cô gái, nhưng ai nấy nhan sắc hơn người. 3 đóa hoa xinh tươi nổi bật giữa rừng người thì làm sao tránh khỏi cảnh bướm ong dập dìu, lời mật lời đường lá lơi chọc ghẹo. Hiềm một nỗi cô chị đã có tình nhân là Tư Thành rồi, nên trai tráng chung quanh 3 rắc đâu có dám lén phén, chỉ có Hoa và Cúc là phải chịu cảnh bị dòm ngó bởi đàn bướm đói chung quanh. Anh chàng Ba Vịnh, một thanh niên cùng tàu và cũng ở chung 1 3 rắc, hắn sang đây cùng với bà già và cô chị cả.
Hai Huệ, người chị của Ba Vịnh, may mắn hơn Tư Sinh và sáu cô gái khác nhờ cái chỗ nhan sắc của ả thuộc loại khiêm nhường. Khiêm nhường đến nỗi bốn chánh ông chê Thái Lan không dám ngó. Nhờ cái may đó mấy tên cướp biển cứ tưởng nàng là một gã đàn ông xấu xí nên không bị vướng vào đại nạn trên biển lần rồi. Hai tuần lễ ở Cu Cu rồi sang Ga Lăng gần tháng nay. Những cô gái cùng tàu giờ đâu còn đen đúa tông teo như những ngày đầu mới nhập trại. Vết thương lòng lẫn nỗi đau thể xác theo thời gian rồi cũng phôi phai lành lặn, được ăn uống no đủ, sức khỏe bình phục trở lại mấy hồi. Các nàng giờ đã lột xác trở về với cái vẻ đẹp thật sự của những đóa hoa mới nở. Ba Vịnh coi cái mồi mê cô chị là cút lắm. Hắn nhờ có thân nhân nước ngoài nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Nghĩ rằng ở trại tị nạn có tiền là mua tiên còn được, nên hắn thường lãng vãng tới sạp của Cúc với ý định bắt chuyện làm quen rồi đem tiền ra dụ dỗ. Tư Thành ngày nào mà chẳng có mặt ở bên sạp của Sinh, dòm thấy Ba Vịnh cứ núp núp ló ló thập thò hoài thì ngứa mắt lắm. Lầm tưởng tên công tử vườn này giở trò tán tỉnh người yêu của mình nên xông tới đuổi thẳng. Tán gái mà bị kỳ đà cản mũi, Ba Vịnh không còn cách nào khác hơn là chiều chiều canh lúc thu cúc xong giờ làm việc ra đón đường. Từ khu Ba Rắc chỗ nàng ra tới văn phòng xã hội phải đi một đoạn đường dài, vì ban điều hành trại được đặt ở giữa đoạn đường sang trại Ga Lăng 2. Nhưng mấy lần Ba Vịnh trổ tài tán tỉnh là mấy lần ôm đầu lủi thủi trở về. Thu cúc quả thật không dễ bị quyến rũ bởi đồng tiền như hắn tưởng. Có ngờ đâu gã con trai lòng dạ xấu xa, tán không được lại đem bụng thù hằn. Hắn đem chuyện mấy cô gái cùng tàu bị bọn hải tặc Thái làm nhục ra nói tùm lum cho những người ở những Ba Rắc chung quanh nghe. Chuyện các đàn bị làm nhục này trong đó dĩ nhiên cũng có Tư Sinh. Người biết suy nghĩ thì lắc đầu tội nghiệp, kẻ vô lương tâm lại buông lời dèm xỉm khinh khi những nạn nhân đồng cảnh nhưng kém may mắn hơn mình. Đừng như không, trong vô tình lại bị thiên hạ khơi lại cái mặt cảm đau thương của mình. Các cô uất ức nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Trùi chuyện thấu tới tai Tư Thành, gã hảo hấn có thành tích hai lần vượt biển phần phần lửa giận, vội ba chân bốn cẳng phóng tới sạp thằng chó má Ba Vịnh đấm cho nó vỡ mặt ra mới hả. Ba Vịnh bị ăn đòn no nê, nhưng bà mẹ và người chị của hắn lại cành hông vì tức giận. Tức cho cái tên du công Lê Hiến Thành đánh con cưng của mình tơi tả, bà giận cá chém thớt, không tru tréo kẻ đánh đập vì sợ hắn tới trả thù, mà lại trủa xả người vô can là hai chị em nạn nhân đã dám chê con mình. Tao đã biểu mày, mà mày có nghe tao đâu. Cái con nhỏ bị Thái Lan hãm đó có cái gì đẹp đẽ đâu mà mày mê nó dữ vậy chứ. Cái thứ con gái hư bị mấy thằng hải tặc nó hiếp mà còn trên nghe hừ hừ. Bây giờ lên đây rồi bày đặt chảnh chẽ lên mặt ta đây. Mày cứ chấm con mắt lên mà chờ coi đi Vĩnh. Cái thứ đó có ai còn dám rớ tới nữa. Hai Huệ, chị của Ba Vịnh sẵn đang đấu kỵ nhan sắc với các nàng cùng tàu cũng trề môi xía vô. Thị nói thật lớn, cố ý cho những người chung quanh nghe thấy. Sợi ơi, tại má không biết hai chị em con nhỏ đó thôi. Con còn biết tới cái gì nữa kìa. Ở bên Cu Cu thì nhu mày nhũ mỹ như con nhà đài cát trăm anh. Qua tới bên Ga Lăng này rồi cái hả? Tụi nó quậy tới trời luôn. Ở ngoài văn phòng trại ai mà không biết hai đứa nó cặp với mấy ông cao quỷ cao lớn dành vàng. Thế là đương như không lại có cái tin giật gân là Thu Cúc và Thu Hoa cặp bồ với cao ủy. Đã bảo nơi đây người ta đa số thảy đều rảnh rỗi, sống mà không cần lo cơm áo gạo tiền thì có gì sướng bằng, bởi sướng quá cho nên sanh ra nhiều tật. Các bà thì trời sanh số một là ngồi lê đôi mắt cho nên chỉ sau một bữa, toàn khu Ga Lăng một ai cũng biết cái nhục bị Thái Lan hiếp của Cúc và Hoa. Hỡi ơi, nhục này không phải của riêng hai nàng hoặc sáu nàng cùng ghe hoặc những nạn nhân khác trải rác trên các khắp trại tị nạn, mà là cái nhục chung của một dân tộc, nỗi đau chung của một dân tộc. Đồng cảnh đồng thuyền nếu may mắn hơn thì phải biết bày tỏ nỗi niềm thương cảm sâu xa của mình, hoặc ít ra cũng vì một chút tế nhị, không bao giờ khơi lại vết thương nhức nhối của các nàng mới đúng. Đằng này, những con người vô tâm vì ganh tị nhan sắc, vì một chút tự ái cá nhân là tán tỉnh không được, rồi mang chuyện đau buồn của người ta ra phỉ báng chế nhạo. Xã hội nào cũng có những con sâu đáng nguyền rủa, xã hội Ga Lăng đương nhiên vẫn không tránh khỏi.
rồi cái miệng đời luôn vẽ vời thêm thắt, hai nàng Thu Cúc Thu Hoa còn bị mang luôn tai tiếng, là tới trại tị nạn chưa bao lâu đã chê đàn ông Việt Nam đú đa đú đẩn cặp bồ với mấy thằng cha ngoại nhân mắt xanh mũi lọ lớn xác to con. Ngay cái hôm sinh, Cúc và Hoa cùng ba cô gái nạn nhân cùng tàu khác đáng lẽ phải tổ chức ăn mừng vì vừa được phái đoàn Úc Đại Lợi kêu lên phỏng vấn đặc biệt và chấp nhận đơn định cư hết cả sáu nàng một lượt. Hai chị em Cúc và Hoa trở về sạp với nỗi lòng cay đắng tận cùng. Là nạn nhân của hải tặc, các nàng đã trải qua những tháng ngày dằn vặt, cố cắn răng chịu đựng sự bất hạnh đổ xuống đời mình sau bao tai biến hải hùng. Bây giờ làm sao có thể chịu đựng được những lời thị phi, những ánh mắt khinh bỉ của một số đông con người cùng thân phận tị nạn, nhưng họ lại may mắn hơn. Nguyên nhân chính khiến cho hai nàng mang thêm cay đắng này không ai khác hơn là hai Huệ, người chị ruột của gã thanh niên Ba Vịnh. Cô ả vì ganh tị với những cô gái có nhan sắc nên hay đặt điều thêm bớt cho bỏ ghét. Đời là vậy, con chim ghét nhau vì tiếng hót, con gái ganh nhau vì sắc đẹp, chuyện thường tình đó mà. Đương nhiên không phải vì thằng em của mình tán tỉnh thất bại mà ả lại đâm ra thù hằn. Tự biết dung nhan của mình quá xấu, xấu đến nỗi mấy thằng đói gái như tụi cướp biển Thái Lan mà cũng không thèm ngó tới. Nên vừa vào ga lăng là Huệ đã chốt ngay một anh nhân tình già đặng cho có cặp du dương với người ta. Gã tình nhân này cũng làm việc ngoài khối xã hội cùng với Cúc và Hoa. Được ngày ngày làm việc chung với hai cô đồng sự đẹp như Hoa thì hắn ta mê quá, đâu có nhớ tới cô nhân tình xấu xí của mình. Chẳng hiểu gã này bỏ mồi sau đó, nhưng lại bị hai nàng cự tuyệt. Rồi chuyện lại thấu tai hai Huệ. Máu hoạn thư trong lòng cô ả nổi dậy đùng đùng, ghen nhưng cũng biết thân. Gây gắt với nhân tình thì sợ ổng giận ổng bỏ mình cô đơn càng khổ. Nên hai Huệ bèn quay sang nói xấu hai nàng cho đỡ tức. Rồi sẵn cái dịp thằng em mình tán tỉnh bất thành lại bị ăn đòn no nê. Hai Huệ bẻo miệng bẻo mồm, phao luôn cái tin hai nàng Thu Cúc Thu Hoa đú đẩn với cao ủy là vậy. Nhưng chuyện đâu có chịu dừng lại ở đó. Đã bảo trại tị nạn là một bức tranh đời đậm đà màu sắc, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết mà. Nên biết những cảnh ngộ đau lòng xảy ra trên biển Đông, dù ở đâu cũng vậy, nhưng đặc biệt là trại tị nạn, người ta lúc nào cũng tránh đi, không bao giờ dám đề cập tới. Bởi đó là nỗi đau chung của dân tộc mình, chỉ với những con người vô lương tâm như ba mẹ con hai Huệ và nhóm vuốt đuôi ăn theo. Nhớ rằng mẹ Cố Vịnh và Huệ là em ruột của ông chủ ghe. Bà sang đây tuy với hai đứa con nhưng còn ba đứa nữa đang định cư ở Hoa Kỳ. Tiền chúng nó gửi đều đều xài sao cho hết. Bởi là em ruột của ông chủ ghe cho nên bà con dòng họ đi chung đông lắm. Đời mà, hãy có tiền có vây cánh thì được nhiều người nịnh bợ tân bốc. Cô hai Huệ ghét ai rồi thì có cả đám hùa theo ngay. Đó mới là cái đáng nói. Đây quả là thời gian trần thân nhất của các cô gái nạn nhân, đặc biệt là hai chị em Thu Hoa Thu Cúc. Hoàn cảnh sinh hoạt ở một trại tạm cư đương nhiên là hỗn tạp phải biết. Bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt trẻ khinh, bao nhiêu lời bình phẩm, đàm tiếu của bọn người ác độc. Ngày lại ngày khiến cho hai chị em nàng lúc nào cũng mang nặng một tâm trạng tủi nhục. Kết quả là họ bị đẩy vào sự cô độc tận cùng, chỉ còn một đồng cảnh chung sạp là tư sinh, như một người chỉ hiểu và thông cảm nỗi khổ của bọn họ hơn ai hết. Nhờ đóng đô bên sạp tư sinh, nên Tư Thành là gã đàn ông duy nhất thấu được những uẩn khúc bên trong của các nàng. Anh cảm thấy quá bất nhẫn trước thái độ thiếu tế nhị của đám người đi cùng tàu với các nàng, nên muốn lên văn phòng trại khiếu nại. Nhưng rồi nghĩ lại, mình khiếu nại với ai? Và ai sẽ đứng ra giải quyết những vụ việc lấn cấn như thế này chứ? Bị Thái Lan làm nhục là chuyện có thật, họ xầm xì với nhau làm sao mình bụm miệng được. Nhưng giữa tình người với nhau, thấy hoàn cảnh thương tâm đã không biết tội nghiệp người ta lại xiên xỏ nọ kia, làm như thế có vẻ rừng rú, thiếu lịch sự quá. Một chiều, Thành tới sạp của hai Huệ, định bụng sẽ hài cái tội vu oan cho hai nàng Hoa Cúc là đú đẩn cặp kè với cao ủy. Bởi đây là một hành động xấu hổ không thể chấp nhận được đối với các cô gái nết na thùy mị như hai nàng.
chứ không phải Thành đã từng nghe người ta sầm xì dị nghị khi trông thấy vài cô gái ăn nam tóc đen da vàng ổng a ổng ẹo bên các anh chàng cảnh sát Indo đen thùi lùi đó sao? Nhưng đó là một thiểu số, có thể rất ít của các nường thuộc phường bán buôn nhan sắc đâu từ thời còn ở quê nhà, sang đây thiếu thốn quá nên lao vào những mối tình hờ dị chủng cốt để thỏa mãn cái cửa tiêu xài. Con nhà lành sang đây, dù đói cũng ráng mà chịu, chứ có nàng nào dám nghĩ tới chuyện cặp kè với ngoại nhân. Thời bấy giờ, tức đầu những thập niên 80, khi cái cánh cửa nề nếp Á Đông còn khép kín, khi những dị biệt giữa Đông và Tây còn một lần tranh biên giới rõ rệt, thì những lời đàm tiếu, những từ ngữ thô tục lúc nào cũng được người ta dùng đến khi trông thấy một cô gái Việt cặp kè với một gã ngoại nhân. Đặc biệt nhất là mấy anh thanh niên, họ phần vì ganh ghét, phần vì tự ái dân tộc nên rất sẵn sàng mất hết thiện cảm với các cô gái Việt thuộc thành phần kể trên. Cúc và Hoa vốn đã mang sẵn mặc cảm bị hải tặc làm nhục, giờ lại thêm một vụ tai tiếng nữa, khiến cho hai nàng hổ ngươi không còn dám ngẩng đầu nhìn mặt ai ở chung quanh nơi mình ngủ. Vừa trông thấy một trữ thanh niên mặt mày sáng láng, tướng tá bảnh bao xuất hiện vẫy tay gọi mình, thì hai Huệ nghe trái tim trong lòng ngực đập thình thịch. Hay, anh nào đây vậy cả? Chà chả, sao người gì mà đẹp trai quá vậy không biết? Ảnh tới đây chắc muốn làm quen với mình chứ gì? Nàng bèn chuyển động hai làn môi dày dục để vẽ thành một nụ cười duyên với anh con trai đang còn đứng ngó mình lom lom. Anh hai kêu em hả? Huệ vuốt vuốt mái tóc, sửa sửa lại cái lai áo cho thẳng thớm rồi mới chịu lắc lư thân hình uốn éo như con rắn, bò ra ngoài cửa ba rắc. Ý chà, cái anh nào mà ngon lành tới kêu mình ra mà đứng chống nảnh hai quai coi kênh xì bo quá đi chứ. Chưa kịp hỏi han gì thì Tư Thành hất hàm như ra lệnh. Đi ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói. Người gì mà ngang ngược, bướm muốn tìm hoa thì bướm phải dịu dàng chút chứ. Người ta tuy xấu xí khó coi nhưng cũng là cánh hoa mới nở chứ bộ. Trong bụng có mồi không vui nhưng được con trai kêu đi thì hai Huệ ngoan ngoãn y như một con mèo theo bén chân chủ. Ra tới gốc dừa, chỗ này cách xa khu ba rắc thì Thành dừng lại. Đôi mắt xếch ngược xoáy vào đôi tròng con ngươi của hai Huệ. Anh dằn từng tiếng. Tôi cảnh cáo cô, cái miệng độc địa của cô báo hại cho người ta đau khổ. Cô có biết việc làm của mình có quá đáng lắm không? Hai Huệ đang liêm diêm tưởng rằng mình sẽ được đón nhận những lời tình tứ mê ly, những câu tán tỉnh mà dù nằm mơ cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra được. Ai dè cái thằng cha này dụ mình ra đây để cảnh cáo, mà lại cảnh cáo cái miệng ăn bậy nói bà của mình mới đáng ghét. Huệ như người từ trên thiên đàng té cái ạch xuống trần gian. Ả biểu cái môi dưới ra dài ngoằng rồi hỏi lại. Ai làm gì ai, ai báo hại ai, tôi không có biết à nghe. Muốn nói chuyện khác thì tôi nghe, ba cái chuyện tào lao ông địa gì đó thì không có dính dáng tới tôi đâu. Thành quát lớn giọng trền vang như trương phi. Sao lại không dính dáng, cô vừa vừa phải phải tôi nghe. Chuyện đau buồn của người ta sao lại mang ra thọc mặt với thiên hạ, còn bày điều nói thêm nói bớt. Tôi cảnh cáo cô lần này là lần chót. Thằng Thành này còn nghe ai lẻo mép đặt điều cho cô Cúc với cô Quả là nó sẽ cắt lưỡi người đó ngay lập tức. Cô coi chừng cái lưỡi nhiều chuyện của cô đó. Hai Huệ phát hoảng tru tréo ngay. Hả? Mày dám? Đồ có thằng vũ phu, đần ông con trai mà mày dám ăn hiếp đần bà con gái. Đoạn cô ả la lên chói lói. Bớ người ta cứu tôi! Bớ người ta cứu tôi! Một đám thanh niên túa ra từ trong ba rắc. Họ là anh em bà con là vây cánh của Huệ. Trong số đó có cả tên mê gái Ba Vịnh, hắn vừa trông thấy Tư Thành là nhớ lại món nợ cũ. Máu nóng xông lên đùng đùng, gã hét nhóm thanh niên xông tới bao vây anh ta vào giữa. Hoại hậm hực vừa thở vừa quát. Đánh chết mẹ nó cho tao, thằng này tới kiếm chuyện, nó đòi cắt lưỡi hết tụi mày đó, đánh nó mày mình cho tao. Cả bọn đàn em dạ rang, thế là một màn tay chân quyền cước tới tấp ùa vào một mục tiêu duy nhất. Thành chống đỡ chật vật lắm nhưng không làm sao tháo khỏi vòng vây dày đặc này.
Tuy không phải là một tay nghề võ ngon lành như hai tiếng ba địa, nhưng nhờ sức vóc và thể lực của một chàng thanh niên miền biển dẻo dai có thừa, Thành vừa tung quyền loại được hai tên thì bị một đấm thôi sơn của tên nào đó phóng thẳng vào mặt khiến anh choáng váng. Bị ăn đòn bất ngờ, Thành lạng quạng sắp té, tráng sức lắm mới trụ thế đứng vững lại được. Nhưng quái lạ làm sao, khi mở mắt ra thì chung quanh bọn côn đồ đã rút đi đâu mất. Kế tiếp là cảnh sát Indo ập tới bắt anh giải thẳng về đồn. Thành bị bắt vì tội gây rối trật tự trị an, đầu đuôi nội vụ cũng do hai Huệ, cô ả tru tréo cho đám đàn em xông ra đánh Thành xong thì biểu một đứa chạy lên văn phòng an ninh báo với cảnh sát. Khi họ kéo tới thì nhóm thanh niên vây đánh Thành hè nhau dông tuốt. Thành bị bắt tại trận, chứng cớ đánh lộn còn rành rành là nửa bên khuôn mặt tím bầm của anh. Chẳng cần nghe giải thích gì ráo, tội náo động gây rối là bị giải về đồn cảnh sát nhốt đó rồi hãy tính sao. Bị điểm mặt hăm he đòi cắt lưỡi hay Huệ giận lắm. Cái thằng cà chớn bị cảnh sát bắt nhốt cho đáng tội. Cô ả lấy làm hả hê lắm, nhưng với một người đàn bà nhỏ nhen ích kỷ, mối hận đối với Cúc và Thu càng theo đó mà dâng lên gấp bội. Vì hai con nhỏ này mà thẳng mới dám hăm he mình đây. Mình đã khiến cho hai đứa nó xấu hổ, không dám dòm ai ở ba rắc rồi. Nhưng đâu phải vậy là yên được. Con Huệ cầu quay này hỏng ra tay thời thôi, chứ ra tay thì phải chơi cho chúng sắc dáng mới hả. Ả manh nha ý định chơi cho chúng ê mặt nơi làm việc mới thỏa mối hận lòng. Đêm ấy nằm bên người tình có tuổi là Lâm Tú Tài, Huệ nhỏ to rù rì rồi dùng đô la thuyết phục anh ta hãy tìm mọi cách khiến cho hai chị em Cúc và Hoa bị đuổi việc mới nghe. Lâm Tú Tài gả đàn ông 38, một vợ hai con, nhưng vượt biển chỉ có một mình nên trở thành anh chàng độc thân tại chỗ. Nhờ chẳng có thân nhân nước ngoài, thêm cái tội thuộc diện trốn quân dịch mà dám khai mang, nên được phái đoàn Hoa Kỳ dính cho cái mọc xù tổ bố, còn bị phê thêm mấy câu, khiến cho phái đoàn các nước khác vừa dòm thấy là từ chối ngay. Cũng nên biết rằng, khi mới bước chân tới đảo, người tị nạn nào cũng bắt buộc điền vào một bản gọi nôm na là tự khai lý lịch cá nhân để nộp lên văn phòng trại và cao ủy. Nếu thành thật có sao khai vậy thì chẳng nói làm gì, nhưng ngược lại, vì một lý do nào đó mà gian dối thêm bớt thì nên coi chừng. Không ít người không đúng vì những bản tự khai này, thậm chí việc định cư cũng bị rắc rối, có thể nằm lại trại làm chúa đảo luôn cũng hỏng chừng. Một anh chàng tới trước chuyến ghe của anh chị Bảy, đã ở ga lăng hơn một năm nhưng tình trạng định cư vẫn chưa nhúc nhích. Hắn chỉ biết chờ, nhưng chờ để đi nước nào thì mù tịt. Anh ta bây giờ đầu óc dại dại khờ khờ, nguyên nhân cũng vì một lần, lúc nửa đêm mò ra nhà bếp uống dầu hôi tự tử khiến cho cả ba rắc nhốn nháo nguyên đêm. Giữa giờ giới nghiêm phải khiêng thằng cha muốn chết lên bệnh viện cứu cấp. Ai nấy đinh ninh chắc chả bị tình đá buồn đời nên muốn định cư luôn ở ga lăng ba, tức là ra nghĩa địa. Ai dè lúc tỉnh lại, người ta sớm lại hỏi thì mới té ngửa. Anh ta tự tử bởi vì giận bà mẹ ruột của mình. Bà thì đi vượt biển trước và đang định cư ở Mỹ. Khi nhập trại, anh con trai này tình thiệt khai ngay trong hồ sơ lý lịch. Diện ưu tiên một nên anh biết chắc mình sẽ sớm đi định cư thôi. Nhưng không ngờ khi phái đoàn Mỹ kêu lên phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ xong họ lại bác bỏ cái rụp. Lý do, tuổi của bà mẹ chỉ lớn hơn đứa con có 5 tuổi. Anh chàng vượt biên trải qua cơn thập tử nhất sinh mới tới được đảo, mừng quá vì biết chắc ăn như bắp là mình sẽ đi Mỹ ngay thôi. Bị một cú sù đau điếm, cái hy vọng tràn trề trong một tích tắc tan biến mất tiêu. Hụt hẳn uất ức quá nên đâm liều, muốn tìm cái chết để không còn nhìn thấy lại bà mẹ khai gian trút tuổi đời xuống quá nhỏ. Vì bà già mà còn muốn trẻ hoài, đã vậy mà bà cũng không thèm cho đứa con cưng của mình biết mới nói. Quân nhân viên chức thời trước cũng đâu phải chẳng có những người không khai mang lý lịch. Y tá thì khai là bác sĩ, trung sĩ khai đại úy, thư ký mà khai giám đốc. Có ai ở gần mình đâu mà sợ chứ, cứ tự phong cho mình quyền cao chức trọng đặng Mỹ nó hốt đi cho lẹ lẹ. Có ngờ đâu mấy ông đại diện phái đoàn các nước cũng không tổ cha, mấy chả hỏi một hồi là lòi ngay cái đuôi gian dối. Hơn nữa, làm sao người ta biết được bản danh sách quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa mà Hoa Kỳ đã có sẵn ở văn phòng bên Singapore. Sau khi phỏng vấn sơ khởi, họ đem hồ sơ về đối chiếu với tài liệu đã có sẵn.
Nếu dối trá khai mang thì hồ sơ coi như bị xếp lại ngâm tôm. Nhận không nhận mà xù cũng chẳng xù. Hồ sơ bị vướng vào tình trạng này thì các phái đoàn khác như Úc hoặc Canada đâu có thèm ngó ngàng tới làm chi. Thế là kẻ khai mang cứ ở chơi nơi trại tị nạn dài dài. Có chân trong bộ máy chính quyền cũ, khai dối để được đi sớm mà còn bị kẹt cứng như vậy, huống gì là gã Lê Tú Tài, một trự trốn quân dịch chẳng biết cầm cây súng ra làm sao, mà lại khai là thiên thần mũ đỏ. Tới khi phái đoàn hỏi số quân và đơn vị thì hắn trả lời trớt quớt, hỏng bị một xù mới là chuyện lạ. Bởi thế cho nên anh chàng Tú Tài cứ dậm chân tại chỗ ở ga Lăng Hoài chẳng ai chịu nhận. Chẳng song sáo như Lê Hiến Thành kiếm ruộng ra muốn canh tác đồng ra đồng vào, mà cũng chẳng có bà con thân nhân nào ở ngoại quốc nên gã từ đói tới đói. Nhờ te tua quá cho nên đâu có em nào ngó tới. Tài nằm phơi củ cải đâu cả hai năm chưa nhúc nhích. Đùng một cái duyên trời dung rủi, gặp được hai huệ cũng thuộc hàng kẻ ấy ế. Kẻ ế độ người đang phơi, tráp lại vui chơi cho qua ngày đoạn tháng. Huệ còn hứa hẹn là thôi anh ráng chịu khó ở trại vài năm nữa đi, sau khi định cư có công ăn việc làm đâu đó đàng hoàng thì em sẽ làm sponsor bảo lãnh anh sang. Chớp được cơ hội ngàn năm một thuở này rồi thì Tú Tài coi như không còn lo gì nữa, vừa có tiền xài lai rai vừa có người đêm đêm ôm ấp. Dù người ấy nói thiệt chẳng có nét nào đáng để ghi vào trong chính lỗ của con tim, nhưng ngày ngày cơm no bò cởi ung dung nhàn hạ, nếu có định cư luôn ở ga Lăng suốt đời chắc hẳn là hắn cũng chịu lắm. Biết được cái thế yếu của mình nên Tài hơi có mòi lép vế với Huệ, ý của ả là ý trời. Huệ biểu cái gì thì hắn làm y chang cái nấy chứ chẳng dám lôi thôi. Huấn hồ gì công tác được giao phó lần này có chút tiền còm bỏ túi nữa. Sau một đêm suy nghĩ, Tài tìm ra một kế mọn để ám hại hai nàng Cúc và Hoa. Hắn khẽ nhếch môi cười nở miệng biểu với Huệ. Em cưng yên tâm đi, lần này coi như hai đứa nó bị đuổi việc là cái chắc, dám còn kẹt không được đi định cư luôn nữa cũng không chừng. Vì chứ hại cho tụi nó ở một đảo thì Huệ khoái lắm. Ả chu miệng hai bờ môi dày dụp chụm lại hôn lên má anh nhân tình cái chuột. Hi, giỏi đi, rồi tối nay em thưởng công xứng đáng cho nhân cưng. Lê Tú Tài rùng mình một phát, vì chớ nghe tới bốn chữ thưởng công xứng đáng của thị, thì hắn bỗng rủng tứ chi. Đêm nào cũng bắt thưởng công hết trọi, thưởng công bình thường thôi cũng đủ ứ hơi rồi, chớ kéo theo hai chữ xứng đáng vô nữa, chắc mình đây nằm liệt. Dù trời đang chói chang nóng bức nhưng hắn cũng phải rùng mình vì ẩn lạnh. Và hôm ấy, như kế đã vẽ sẵn trong đầu, Lê Tú Tài nhân cái dịp con tàu Sea Swift chở đồng bào tới. Khối xã hội bận biểu tiêu tích, ban thủ tục nhập trại rộn rịp nhân viên tới lui tấp nập. Hắn có dịp ra tay hành động hại hai chị em Hoa và Cúc một vố nặng nề. Số là văn phòng khối xã hội có những cao ủy thiện nguyện làm việc ở đó. Cúc và Hoa giỏi sinh ngữ nên một nàng coi sắp xếp hồ sơ người mới tới, còn một nàng làm thông dịch riêng cho bà cao ủy Julie. Lê Tú Tài là nhân viên trong ban tiếp nhận người mới tới, thành ra hàng ngày họ chạm mặt nhau luôn. Sau khi đồng bào mới đến, hoàn tất mọi thủ tục nhập trại đâu đó xong xuôi thì chiều cũng tới nơi. Nhân viên chuẩn bị ra về, chợt bà cao ủy Julie giật mình khi nhớ tới chiếc xách tay của mình bỗng dưng biến đi đâu mất. Trong đó chứa giấy tờ tùy thân cùng một số hiện kim. Tiền thì không nói làm gì, mất hết giấy tờ mới là quan trọng. Bà quýnh quán, hết môi học tủ này tới đít ghế nọ. Tìm hoài không thấy nên bà phải tri hô lên để cho mọi người cùng đi tìm với bà. Đôi lúc đản trí, có biết đâu trong góc văn phòng, dưới đít ghế hoặc ở phòng ăn. Trong đầu Julie cứ nghĩ như vậy vì nói nào ngay bà rất có thiện cảm và tin tưởng các nhân viên làm việc chung, nhất là hai chị em Cúc và Hoa. Nhưng coi ra cái lòng tin mà bà dành cho hai nàng từ ngày làm việc chung với nhau đến giờ, bỗng dưng tan biến đi đâu mất hết khi Lê Tú Tài lôi trong học tủ bàn của Cúc ngồi, cái sách tay da màu xám đậm của bà. Thu Cúc chết sững không biết phải phân trần như thế nào với bà cao ủy Julie. Trong học bàn chỗ mình ngồi thì do mình đúc vào chứ ai, cái sách tay bị mất này cũng phải do bàn tay của mình đúc vào đó chứ, có lý nào tự nó chui vô.
nhận thấy ánh mắt châm bẩm như hờn trách, như khinh khi của người đàn bà ngoại quốc đang nhìn mình chầm chầm. Trái tim Cúc co lại tưởng chừng như ngừng đập. Đâu phải chỉ riêng bà cao ủy Julie không thôi, những đồng sự chung quanh ai nấy cũng cảm thấy ê chề, nhục nhã, một mối nhục chung cho cộng đồng. Nếu sự việc xảy ra giữa người Việt và người Việt với nhau thì còn đỡ, đằng này lấy trộm cái sách tay của một bà cao ủy làm việc thiện nguyện giúp đỡ người tị nạn của mình, người ta sẽ coi dân tộc mình ra sao? Một lũ trộm hay một bọn bất lương? Biết rằng bần cùng sanh đạo tặc, nhưng làm gì thì làm, trước mắt ngoại nhân cũng biết giữ chút thể diện cho dân tộc của mình chứ, dẫn cho cái con nhỏ mặt mày sáng láng, cũng ăn học đàng hoàng mà có hành vi xấu xa đến nỗi không thể nào chấp nhận được. Bạn đồng sự ai nấy đều nghiến răng trợn mắt, tuồn như sắp ăn tươi nuốt sống hai chị em Hoa và Cúc. Hai nàng biết đây là do một bàn tay nào đó ám hại, nhưng tình ngay lý gian làm sao giải thích, mà giải thích theo cái kiểu nói tôi không biết hoặc đâu phải tôi lấy thì có mấy ai tin. Câm nín chịu nhục, uất ức dâng lên tận trời, Cúc và Hoa ngậm ngùi trời nơi làm việc mà hai nàng đã gắn bó với nó gần 2 tháng trời từ ngày tới ga lăng. Người ta không còn ai tin tưởng, không ai còn thiện cảm với mình nữa, dù chẳng ai lên tiếng đuổi việc, nhưng hai nàng cảm thấy quá xấu hổ, mối oan khiên không thể thanh minh, nhất là đối với người đàn bà ngoại quốc, bà ấy sẽ không bao giờ nghe mình giải thích. Hơn nữa, ngôn ngữ chỉ đủ làm thông dịch những câu trao đổi thông thường thôi, chứ hai nàng đâu có đủ khả năng để trải hết lòng của mình ra cho bà hiểu thấu, đành cắn răng nuốt thêm một nỗi nhục. Một nỗi nhục oan khiên cho cá nhân hai nàng và cho cả một dân tộc. Trên đường về lại Ba Rắc, dưới ánh tà dương u tịch, bóng hoàng hôn ngã chập choạng trên con đường trải nhựa thoai thoải dốc. Khu bìa rừng cây cao vút bên đường, tiếng cành lá lao xao hòa theo từng cơn gió biển rì rào. Thanh âm buồn ảo não như tiếng khóc than nỗi niềm của hai cô gái bất hạnh Hoa và Cúc. Con đường quen thuộc in dấu chân hai nàng, ngày hai buổi đi về sau hôm nay trông có vẻ xa lạ quá, ảm đạm quá. Bất giác họ không muốn trở lại Ba Rắc của mình nữa. Tâm trạng tội lỗi, ám ảnh của sự nhục nhã đã đưa hai cô gái Việt đến đường cùng, lấy trộm cái sách tay của cao ủy Julie, thêm một giọt nước làm tràn ly. Cúc và Hoa đã đến đường cùng. Trong giây phút tuyệt vọng nhất đời, hai nàng quyết định tìm cái chết để rửa hết nhục nhã, mà đời đã nhẫn tâm đổ lên số phận họ. Gốc cây da cao vòi vội, những sợi dây rừng vô tri đang quấn quanh và treo giăng đầy dẫy đó là liều thuốc nhiệm màu giúp hai nàng quên đi tất cả. Ưu phiền, nhục nhã, uẩn ức và bao nhiêu đau thương cay đắng khác, chỉ trong một cái tích tắc, tất cả sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng, bỏ lại cho đời một phẫn uất không nguôi. Đêm ấy Tư Sinh chờ đợi Cúc và Hoa trở về để báo tin vui. Theo như lời bỏ nhỏ của một người cùng tàu làm trên văn phòng trại thì đợt 6 cô gái kém may mắn được Út kêu lên phỏng vấn đặc biệt 2 tuần trước đã có tên trong danh sách chuyển trại vào ngày mai. Chuyển sang Ga Lăng 2, chuẩn bị khám sức khỏe chờ chuyến bay đi định cư. Đêm vui nhất mà cũng là đêm cô đơn chờ đợi và lo lắng nhất của Tư Sinh. Gã tình nhân Thành thì xin biết, ảnh bị cảnh sát bắt nhốt về cái tội đánh lộn gây rối. Còn Cúc và Hoa sao hai đứa em đi làm nhưng chẳng thấy về. Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy thì có người đến báo tin Cúc và Hoa đã thắt cổ tự tử trên con đường từ văn phòng xã hội về Ba Rắc, ngay bên bìa rừng cây cối rậm rạp. Bà con lại một phen giật mình vì bản tin xét đánh. Tới lúc này thì những kẻ xấu miệng xấu mồm mới nhìn thấy cái ác tâm của mình đã gây ra. Hai Huệ, người đàn bà có giọng nói như lửa reo hừng hực, mắt lộ gân đỏ lan tới con ngươi, môi trên như trùm xuống, môi dưới như đầy ra. Chiếu theo sách tướng của ông ba bụng đất cái trăm thì ả chẳng phải là hạng người hung ác thô bạo, bân bạc ngu độn, hình phu sát tử thì là gì? Huệ nhếch môi cười nham hiểm khi nghe tin dữ của hai nàng Hoa và Cúc. Chỉ riêng anh tình nhân Lê Tú Tài thì ngược lại. Dù trời sáng trắng mà hắn còn quậy quá nên vẫn nằm gác đầu lên đùi cô nhân tình ngủ miết. Ngày hôm qua sứ mệnh giao phó, hắn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nên hai Huệ hả hê lắm. Như lời hứa, trọn cả đêm rồi ả đã tận tình thưởng công xứng đáng khiến cho hắn, kẻ nhận ân mưa móc hết ngóc đầu lên nổi.
không ngóc đầu nổi, nhưng nghe tin Cúc và Hoa Thất Cẩu tự tử thì hắn tá hỏa, ngồi phắt dậy cô lấy quần áo mặc vào để chạy đi xem hư thực thế nào. Thi thể của hai đóa hoa hàm tiếu được người ta mang vào nhà thương cho bác sĩ khám nghiệm. Đến lúc mang ra để tẩn liệm chôn cất thì Tú Tài cũng có mặt. Đôi mắt của hai cô gái đáng thương vẫn mở trừng trừng như chứa đầy một sự thống hận vô biên. Đôi mắt ấy ám ảnh và đánh động lương tri của một kẻ vô tâm Lê Tú Tài. Anh ta chỉ còn biết đi thẳng đến gặp bà cao ủy Julie, dùng hết vốn liếng Anh ngữ để giải thích cho bà nghe hành vi đê tiện của mình, hầu giải oan cho người đã thác. Hai đóa hoa đất Hậu Giang được minh oan, nhưng đã quá muộn. Hồn linh hai người đã theo gió trở về bên mái gia đình yêu dấu nơi cố quốc xa xôi bên kia bờ biển rộng. Về sau, nơi hai cô Hoa và Cúc treo cổ tự tử, người ta xây lên hai ngôi miếu nhỏ để khói nhang tưởng niệm. Vào những năm kế tiếp, một cô gái nạn nhân khác cũng lọt vào một hoàn cảnh tương tự, nghĩa là gặp bất trắc trên đường vượt biển rồi lại bị những con người vô tâm khinh khi phỉ báng. Cô lại gốc da bên cạnh hai ngôi miếu, dùng sợi dây leo oan nghiệt để rửa sạch tiếng đời. Thêm một ngôi miếu nữa được những thuyền nhân cùng thời dựng lên, từ đó tên là Miếu Ba Cô. Miếu Ba Cô với nhiều huyền thoại mà ai từng ở Ga Lăng vào những năm sau này đã nghe kể lại sự linh thiêng kỳ lạ của Ba Cô. Người đời sau có làm hai câu đối tạc hai bên cửa của ba ngôi miếu như vậy: kiên trinh trắc mực vẹn toàn, niêu khí phách lòng son gái Việt, cương quyết giữ tròn danh tiết, tiếng thâm lừng bất diệt trời Nam. Một bài thơ của tác giả Nguyễn Đỗ mà Tám Tình Tang xin mạo muội mang vào để cho chúng ta cùng biết rằng, đằng sau cái chết tức tưởi của các cô, của các nạn nhân hải tặc, bên cạnh một số phần tử vô ý thức ngô nghê của những người đồng cảnh, còn có những con người rất là người. Họ không bao giờ quên được những đớn đau bất hạnh của các cô và những nạn nhân khác đã gãy gánh giữa đường khi tương lai sáng tươi đang chờ nơi trước mắt. Ba người con gái đất Cửu Long, vận nước đổi thay quyết một lòng, vượt biển tha hương tìm sự sống, cuộc đời mai hậu chắc thông dong. Dù biết nguy cơ giữa đại dương, cũng liều một trận để lên đường, có chìm đói khát trên đường sống, cũng cố tra đi mặt bất tường. Chuyến đi định mệnh vượt trùng khơi, chen chúc đầy thuyền người với người, cùng chuyến tàu đi bao hy vọng, tiếng nói mừng vui lẫn tiếng cười. Hải tặc chẳng ghê khổ thật rồi, đàn ông khép nép bó tay thôi, đàn bà con gái trung cầm cặp, lễ trước cho đời thấm mặn môi. Bầy thú hoang dâm quỷ lốt người, dập vùi trinh nữ tựa đồ chơi, ê chề khốn khổ lòng can đảm, quyết sống rồi ra sẽ đổi đời. Ba chị em buồn sống giữa nhau, an ủi tâm sự lúc ban đầu, thối đời ngôn sự hay xỉa xói, trêu chọc xì xầm giữa khổ đau, nhắm mắt bịch tai lệ ứa trào, bao lời khinh bỉ của đồng bào, đồng thuyền đồng cảnh mà vô ý, thân gái dặm trường khổ làm sao. Buổi sáng lặng lờ vắng các cô, đảo hoang yên sóng lặng như tờ, ba cô treo cổ trong rừng vắng, những kẻ trêu đùa đứng ngẩn ngơ. Thắp nén hương trầm viếng các cô, xót xa nhân thế thật hàm hồ, miếu thờ hoang lạnh trên đảo vắng, sóng vỗ âm ỉ khóc các cô. Tôi viết lời thơ tự đáy lòng, khóc đời ô nhục kiếp long đông, các cô lên hiển bên trời mới, cái chết oan khiên đổi mọi lòng. Sau khi minh oan cho hai vong hồn uổng tử Cúc và Hoa, gã Lâm Tú Tài thay đổi hẳn tâm tánh, từ một gã đàn ông bình thường bỗng trở thành kẻ tàn tàn như lão già lẫn thẫn. Người ta biểu đây là hiện tượng bị ma ám. Chẳng biết có phải hai vong hồn không siêu sinh khuấy phá, hay là do sự hối hận dẫn mình già đầu còn nông nổi gây nên tội lỗi. Tú Tài ngày ngày nói năng lảm nhảm, một con người bất bình thường như thế thì đương nhiên hai huệ đâu còn ham hố gì nữa. Có nhờ kể được chuyện chi đâu mà giữ lại, ả bèn đi một đường đoạn tuyệt cho xong. Nghe nói thời gian sau này hắn được phái đoàn Canada nhận nhân đạo cho đi theo diện hốt rác. Còn hai huệ, kẻ gieo nhân nhưng không gặp ác báo, cả gia đình được sang Hoa Kỳ đoàn tụ theo diện sponsor. Người chết đã chết,
kẻ sống thì tứ tán khắp nơi. Chỉ riêng ngôi miếu thờ ba cô dưới tàn cây da rậm rạp thì vẫn còn trơ gan cùng tới nguyệt nơi một gốc trại tị nạn. Linh hồn ba cô đã yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng hay vẫn còn vương vấn nơi tục thế để làm chứng cho từng đoàn người khổ nạn tiếp tục ghé bến Ga Lăng. Họ là những người may mắn còn sống sót được thế giới mệnh danh là Thuyền Nhân. Thuyền Nhân, cái tên được sinh ra sau cuộc đổi đời, mà trong mỗi con người ấy là một mảnh đời gian nan, là một câu chuyện đầy nước mắt. Sau khi tiễn đưa hai đứa em bất hạnh về với lòng đất, Tư Sinh quay trở về gói ghém hành trang sang từ giả gia đình anh chị Bảy để chuyển sang trại Ga Lăng 2 chờ chuyến bay. Tương phùng rồi giả biệt, phút giây bệnh rịnh không biết vui hay buồn. Anh chị Bảy cũng đã được Út nhận tuần rồi và theo như anh biểu thì trong tương lai họ chắc chắn còn gặp lại nơi vùng đất mới. Xin nghe vậy thì chỉ biết vậy, tuy còn gặp lại nhưng nàng vẫn lo lắng chẳng yên. Rồi đây nơi xứ lạ, mình thân quê mùa dốt nát, tiếng Anh tiếng Âu người ta nói xí sâu xí xào, mình có hiểu cái gì đâu thì biết xoay trở làm sao nếu không có những người thân bên cạnh. Lo sợ chuyện nọ rồi bệnh trịnh, quyến luyến chuyện kia khiến cho Tư Sinh ra đi mà cứ rầu rầu tuần như chẳng mừng vui chút nào. Chị Hảo đọc được lòng dạ của con em nên cười cười biểu. Hồi nãy ông Trạch có ghé qua báo tin chú Tư Thành cho anh Bảy biết rồi, em mày đừng có lo, thế nào cũng có gặp chú ấy ở ngoài cho mà coi. Ở ngoài, ý chị Hảo muốn nói tới trại Ga Lăng 2, nơi Sinh sẽ tới và Thành đang bị nhốt ở đồn cảnh sát. Nghe vậy Sinh sáng mắt hỏi liền. Ông Trạch có là tài công ghe của em đó phải không chị Bảy? Ủa, mà sao ổng biết anh Tư ảnh đang bị kẹt giấy cà? Anh Bảy giải thích. Ấy, cái thằng nóng nảy nó hăm he làm sao với con nhỏ cháu ông chủ ghe. Con nhỏ biểu tụi em Út bu lại đánh, rồi kế đó tới bị bọn cảnh sát Indo tới bắt đi. Ông Trạch có ở gần đó chứng kiến từ đầu. Ổng là dân hải quân, cũng là lính tráng, cho nên ghét cái thứ thanh niên lập bè kết đảng đánh lộn đánh lạo gây náo loạn trật tự cộng đồng lắm. Nhưng theo lời ổng kể thì do cái vụ con nhỏ gì cháu của ông chủ ghe, chuyện nó nói xấu hai đứa em của bay đó. Trạch có bất bình hết sức nhưng không làm gì được, cho nên khi thấy thằng Thành tới gây chuyện với Y Thị rồi bị bề hội đồng, kế tới bị bắt dẫn đi, ổng tức mình nên hồi sáng này ra thẳng đồn cảnh sát thanh minh thanh Nga giùm cho nó đó. Xin hiểu chuyện nên nét mặt có mồi tươi tỉnh hơn, anh Bảy tiếp, bay ra ngoài ngoại thế nào cũng gặp được nó ở đó. Trạch có biểu người ta muốn cách ly thằng Thành với cái đám thanh niên ân quán đó một thời gian. Tạm thời thì phạt thẳng làm cỏ hút rác ở ngoài đồng cảnh sát vài ba tuần cho mọi chuyện lắng xuống mới cho nó về lại đây. Bây giờ thì Sinh lại có ý muốn đi sang Ga Lăng 2 càng sớm càng tốt. Lòng của nàng ra sao thì đã rõ như ban ngày, chị Hảo thúc giục trong nụ cười tươi rói. Thôi, đi đi, cà rề hoài nắng lên cao nóng lắm đó con nhỏ. Mời mốt anh chị cũng ra ngoài chứ có đi đâu đâu mà sợ không gặp.